anh thử đoán xem hộp sữa này bao nhiêu tiền nhỉ? Mình thì hộp sữa này tầm khoảng 450.000. 900g thì là ít nhất là cũng phải 700-800.000 thì không phải ít đâu. Chị nghĩ là cái hộp sữa này giá tầm 750.000. Bác đoán 400.000 thì 400. Vâng, rất nhiều người tiêu dùng nghĩ rằng hộp sữa này rất đắt tiền, ít nhất thì cũng phải vài trăm nghìn. Nhưng không, hộp sữa này đang được công ty cổ phần Huyền Chi Ngọc có địa chỉ tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đang bán sỉ với giá 90.000 đồng một hộp sữa 900g như thế này. Quý vị không nghe nhầm đâu ạ, 90.000 đồng cho một hộp sữa 900g. Làm sao mà có hộp sữa mà như thế này mà có mấy chục nghìn cả, thì tất nhiên là trong này nó phải có một cái gì hoặc là kém chất lượng gì đấy thì nó mới có cái giá đó. 90.000 hộp sữa to như này thì sản xuất cái gì vào đây để bán 90.000? Đồng thì cho gì vào đây để bán 90.000 đồng? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều quý vị cũng đang quan tâm. Vậy hãy cùng phóng viên VTV Money tìm hiểu hộp sữa giá 90.000 đồng này thì nguyên liệu sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm? Các chủ xưởng này tiết lộ chi phí để gia công một lon sữa hộp bao gồm vỏ hộp, nhân công, khấu hao máy móc, điện nước, vận chuyển trung bình khoảng 50% giá sữa xuất xưởng. Như vậy giá trị thực sự một lon sữa 900g Hogimilk có giá 90.000 thì có thể tạm tính như sau. Khoảng 15% lợi nhuận của nhà phân phối và công ty sản xuất là 15.000 đồng. Chi phí gia công từ 45 đến 50% tương đương là khoảng 40.000 đồng. Như vậy, nguyên liệu sữa bột, các vitamin trong một hộp sữa sẽ còn lại là khoảng từ 35 đến 40.000 đồng. Trong các clip đăng tải trên mạng, công ty Huyền Chi Ngọc quảng cáo sữa tăng cân Hogimilk được sản xuất từ bột sữa nguyên kem nhập khẩu từ New Zealand. Thế nhưng, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2023, giá nhập khẩu bình quân mặt hàng sữa này là 3.532 đô la Mỹ một tấn, tương đương với giá khoảng 84 đến 87.000 đồng một kg tùy từng thời điểm của tỷ giá. Như vậy, 1 kg sữa New Zealand nhập khẩu đã gần bằng giá bán của cả hộp sữa Hogi. Không rõ công ty cổ phần Huyền Chi Ngọc và công ty dược phẩm THL đã dùng nguyên liệu gì để cho ra đời những hộp sữa giá rẻ đến bất thường như vậy. Còn đây tiếp tục là một sản phẩm của công ty Huyền Chi Ngọc, sữa tăng cân EMI. Sản phẩm này thời gian qua đã làm mưa làm gió trên mạng xã hội TikTok. Nổi tiếng vì sữa tăng cân nhưng khi uống vào thì lại sụt cân. Với giá niêm yết là 495.000 đồng một hộp. Sản phẩm này đã được một TikToker có tới hơn 6 triệu người theo dõi bán hàng. Chỉ qua vài buổi livestream, TikToker này đã bán được gần 10.000 hộp sữa. Tuy nhiên, sản phẩm này lại nhận được bão đánh giá 1 sao trên giỏ hàng, bởi nhiều khách hàng sau khi uống sữa đã bị đau bụng, tiêu chảy, thậm chí phải nhập viện. Sau khi uống được ly thứ 3 trong ngày thì tôi cảm thấy nó rất là khó chịu. Đêm đó thì tôi nó cứ đi vệ sinh liên tục và bụng rất là chướng, tay chân thì rã rời. Trong các buổi livestream bán hàng, TikToker bán sữa Yami liên tục đưa ra giấy chứng nhận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA. Cẩn thận hơn, hãng sữa này còn in hẳn logo của FDA trên vỏ hộp. Và đây là hình ảnh về dây chuyền sản xuất sữa được quảng cáo là được FDA chứng nhận. Trong khâu sản xuất, khách ra vào không cần bảo hộ lao động, không khẩu trang, trang thiết bị hiện đại, cần tới cả rẻ lau. Thậm chí, nhân viên mặc cả quần đùi, nhảy nhót trong khu vực sản xuất. Là nhân viên là không nghiêm túc, mặc quần đùi, rồi là đi cả giày, đi ngoài đường đi vào, chứ không phải là cái giày dép của cái bảo hộ trong quá trình sản xuất. Rồi tóc cũng vậy, tóc thì xõa ra, đội mũ nhưng mà tóc không mặc. Bởi vì là trong sản xuất thực phẩm, rất quan trọng là vấn đề không để rơi bất cứ vật gì lạ vào cái sản phẩm. Ví dụ như tóc chẳng hạn, cho nên là buộc phải có cái mũ đội tóc, làm sao phải rất gọn gàng. Vấn đề sản xuất thực phẩm, nhất là sữa là phải yêu cầu rất nghiêm ngặt về chế độ vô trùng. Đại diện Hiệp hội Sữa cũng cho biết, các thành viên trong Hiệp hội mới chỉ có 2 doanh nghiệp sữa lớn có chứng nhận FDA để xuất khẩu sữa sang Hoa Kỳ. FDA cũng không cho phép doanh nghiệp in logo của họ trên nhãn hàng hóa. Sữa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế của mỗi người dân mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe. Người tiêu dùng mong muốn các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt
các công ty sữa bột nếu có vi phạm. Bởi vì chỉ cần nhìn vỏ các hộp sữa như thế này cũng không thể phân biệt được thật giả.